Chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay cho các bác mẫu xe đạp đua thương hiệu Java, Java Fuku được trang bị full bộ chuyển động Shimano 105, đùi đĩa trục rỗng và nhôm cao bảo. Xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, vẫn full đồ của nó đề ca. Cũng nhôm, nước sơn nguyên bản. Những cái chi tiết hoàn thiện của chiếc xe rất là tỉ mỉ. Được mài những cái mối hàn nhôm để giả như là carbon. Toàn bộ mối hàn đã được mài. Đó, không còn những cái mối hàn. Dây được đi âm sườn. Càng là càng carbon. Đó, thương hiệu Java, cờ Ý. Đó, thương hiệu của Ý. Được chạy full bộ chuyển động Shimano 105. Shimano R5800. Đùi đĩa trục rỗng. Mình nhôm cao bảng, bánh 700C. Mưu DK, mưu vòng cuối lủng. Về phần ghi đông thì cũng được trang bị đôi tay lắp của Shimano 105. Phanh ba mảnh. Với cái mức giá em đang bán là 12.500.000 thì những cái option này, rất là ngon trong cái tầm giá. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên 45 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt 50 cm. Thì chiếc xe phù hợp với các bác từ khoảng 1m62-63 đến 72-73-75 đi là phù hợp. Bị bộ lip 11 tầng và 2 thằng đĩa. Cho chiếc xe có 22 tốc độ khác nhau. Chiếc xe đang bán bên em là 12.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, thì hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.